Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum. Ngay bây giờ là 1 giờ 33 phút chiều ngày 15 tháng 2 năm 2024 vậy luôn. Giá Ethereum ngay bây giờ là 2777. Nghe vừa rồi là BTC bay thì nó cũng bay một cái veo đi lên. Ok. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp và trong cái video này mình sẽ đổi có thể là mình sẽ quay lại BTC và mình sẽ sửa đổi lại vài thứ. Ok thì trong cái video này sau khi mình nói về Ethereum thì mình sẽ quay lại BTC. Ok. Thì đây là vừa rồi là uh, Ethereum bò lên như vậy. Ok bò lên như vậy. Ok. Thì đây là sóng số 1, đây là sóng số 2. Ok vừa rồi mình có sự chỉnh sửa là chút xíu. Đây là sóng số 3, đây là sóng số 4 và đây là có thể là cuối cái sóng số 5 của 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 Ethereum Nhớ à, mình sẽ Vừa rồi cái sự bay bỏng này á, Đây là sóng số 1 của Ethereum Sóng số 1 lớn Cái sự sụp đổ này á, là, là sóng số 2 Nếu nó không tạo một đáy mới nữa Thì đây sóng số 2 sẽ được dán ở đây ngay, ngay bây giờ là quá sớm để nói Bởi vì sao? Mình chưa, mình đang trong cái giai đoạn cuối cùng của sóng số 5 Nếu mà nó kết thúc nghe kết thúc và nó có ba cái sóng hồi thì mình sẽ gọi là có thể nói là sóng số 2 ở đây. Ok và sẽ không được dời qua cái vùng này ở cái khu vực vực này về cái sóng số 2 dời á mình đã nói với bạn lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi chứ không phải là lần một lần 2 trong những cái video vừa rồi nhớ cho tất cả những người nào mới nhảy vô thị trường nhớ quay lại nghe gọi cho những nhân viên để lấy những cái tập vừa rồi để gọi là bằng đi lại quá khứ chút xíu để bằng xác thực xác thực tín hiệu cái thứ hai này nó sẽ giúp bạn chốt đường trong tương lai ok thì về ethereum á, về đếm sóng á, thì mình đây đã thấy là sóng số 1 đã kết thúc ở đây sóng số 2 đã kết thúc ở đây sóng số 3 đã kết thúc ở đây và sóng số 4 đã kết thúc ở đây luôn rồi. Và đây là mình đang trải nghiệm cái sóng số 5. Có nghĩa là sóng số 5 là cái sóng nhỏ của cái sóng sóng uh, 3 này chứ không có gì hết. Đây mình sẽ đổi nó một cái màu khác luôn cho nó dễ coi. Okay. Đây là sóng 1. Đây sóng 2. Đây là sóng 3 và nó sẽ dẫn dắt những cái con giá này, ok riêng cái Ethereum thì vừa rồi đây là những con giá nó sẽ chạm, ok thì vừa rồi nó đã lên tới 2 có nghĩa là nó lên gần được rồi, ok nó, nó phá vỡ cái gọi là cái cái tối thiểu của nó là ít kế nhất của nó rồi nhưng nó vẫn có thể lên 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 và lên nếu nó chống được ở trên con giá nào nếu nó chống được cái con giá ít nhất ngay bây giờ đây là cái đỉnh xuất phát của nó đúng không thì mình dùng nó cũng giống như là một cái chống lưng là ngay bây giờ nếu nó vẫn giữ được trên 27 ngày 26. Xác suất là nó sẽ tiếp tục lên, có nghĩa là sóng số 5 sẽ còn dây dư nữa, nghe dây dư nữa thì dây dư nữa, cả cái cả nghĩa là cái sóng số 3 lớn đúng không? Sóng số 3 lớn là một sóng dây dư thì có thể lên cắn cái con 28 40 28 45 và 29.000, 29.000. Sau đó nghe xác suất thì ờ uh, sau đó nghe 29 ngàn không có nghĩa là nó sẽ ngừng ở tại đó nghe bởi vì đây là sóng số 3 lớn nghe là một cái sóng dây dưa thì bởi vậy có thể là nó hơn hơn nữa chứ không phải là không sau đó nghe chừng nào mà nó phá vỡ chống lưng thì mình sẽ biết là sóng số 4 đang xảy ra sau đó là mình có sóng số 5 và nó sẽ rơi vào những con giá 3 ngàn rưỡi 4 ngàn con giá 3 ngàn rưỡi 4 ngàn là con giá mình đập đi lập lại cả tháng trời 2 tháng trời rồi chứ không phải là không xác suất ngay bây giờ có thể là nó sẽ chạm được ok nếu chống lưng giữ được chống được trên con giá này 27 ngày 26 thì xác suất vẫn là lên 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 phá vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó với con giá là 28 ngày 26 tiếp tục tới con giá này, cái giá này và giá này. Ok. Nhưng mà nếu mà nó phá vỡ đây, con giá 27 26 đó là cái tín hiệu đầu tiên cho nó nói lên cái câu chuyện cho bạn là gì? Sập 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 và và sập. Ok, đây là tín hiệu đầu tiên. Ok, tín hiệu đầu tiên. Đây là tín hiệu thứ hai, xác thực thứ hai và nó sẽ rơi vào cái vùng gì? Nó rơi vào cái vùng cái vùng này có nghĩa là sóng số 4 đang được diễn ra thôi chứ không bị hết nhớ vẫn giữ được trên 24 035 Ok thì sóng số 5 mới có diễn ra nghe từ 4 tới 5 thì lên tới cái vùng 33 30, 3.000 rưỡi 3.000 3.000 rưỡi Ok thì đây là cái vùng chống lưng quan trọng nhất đây là cái con giá cho quan trọng nhất nè Ok thì đây mình đổi nó thành một màu tím luôn cho bạn 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 sợ trời Ok 2.435 lúc nó hồi lại ngày có nghĩa là sóng số 3 đã kết thúc nghe cái và ngay bây giờ nó quay lại cũng được chứ không phải là không bởi vì nó đã đánh vỡ cái con 28 000 rồi ok nó đã lên rất xa rồi chứ không phải là không ok về đếm sóng của ethereum thì mình nghĩ là sóng số 5 đã có thể có, có thể kết thúc ở đây rồi hoặc có thể dây dưa lên chút xíu nữa nha nó đi sớm hơn btc chút xíu thì chút nữa mình sẽ quay lại btc mình chỉnh sửa lại chút xíu để cho nó chuẩn hơn thì chống được trên con này nghe chống được trên con này nghe chống được trên con này Uh, thì xác suất vẫn là lên 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 và lên ok dưới cái con này thì xác suất là có thể quay đầu tới cái cái vùng này Ok, cái vùng này rõ ràng tới cái con này rồi sau đó là tới cái con đánh vỡ con này thì tới cái vùng này miễn sao chống được trên 24.35 24.35 thì mình có sóng số 5 được diễn ra Nghe, diễn ra ok 2435 thì sóng số 5 được diễn ra còn ngay bây giờ gọi là đây là một cái giai đoạn dây dưa cuối cùng của nó thôi nghe nếu nó đánh vỡ được cái 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 đỉnh vừa rồi của nó thì rõ ràng là cái con cá kế tiếp là những đây có hai hai nghìn hai nghìn hai nghìn tám bốn mươi hai và hai nghìn chín hai mươi hai nghìn chín nghìn chín cho vào hai nghìn chín ok ok thì mình đã đặt đúng không đường chỉ báo thức cho mình đây báo thức ở đây ok để mình có thể Uh, nhảy vô nhảy ra thôi một cách ngắn gọn thôi nghe uh, ngay bây giờ không phải là thời điểm chơi đánh những cái lệnh sốt ngay bây giờ bởi vì chống lưng chống khá chống khá là ok đây là những những cái con giá đỏ là những cái chống lưng và vừa rồi nó chống khá là ok chống lưng những con giá đỏ là chống lưng nếu nó chống được xác suất vẫn là lên 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 ngay bây giờ là một cái trend nó gọi là lên 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 thì không được vô lệnh short ngoại trừ nó phá vỡ chống lưng nghe có nghĩa là nó phá vỡ những con con giá 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 màu đỏ của mình thì mình mới vô lịch số, còn ngay bây giờ nếu chống lưng chống được thì vẫn là lên lên và lên thì lúc nào nó cũng vậy đó là cái kiến thức cơ bản nhất bạn phải hiểu những okay. cái có nghĩa rằng đúng không những cái nó chưa phá vỡ được những con chỉ những cái con những cái uh, những cái uh, con số màu đỏ số đỏ đúng không số số đỏ này thì xác suất vẫn là lên 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 ok bởi vì có rất là nhiều người nhảy vào cái thị trường này á, ngay bây giờ là có những người đã có kinh nghiệm 3, 5 năm, 7 năm ok um, Đang cập nhật tín hiệu với mình Và có những người chỉ có vài kinh nghiệm Và chỉ có vài tuần và vài tháng Ok, Thì bởi vậy mình chia sẻ nó một cách gọi là dễ hiểu nhất có thể Và mình đập đi lặp lại rất là nhiều thông tin Nghe lặp đi lặp lại cái okay. Những con số đỏ Nhất là con giá này Nếu chống được xác suất vẫn là lên, 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 lên Và lên và lên đây là cái vùng kế tiếp cái okay. Lên tới cái vùng này Rồi sau đó là nó sẽ có một gọi là nó Đây là cái kháng cự mà vùng, Đây là xin lỗi bạn những con chơi con những con số xanh là kháng cự những con số đỏ là chống lưng ok thì tới cái vùng này là kháng cự của nó thì nó sẽ sập lại cái vùng số 4 đúng không xuống số, số 4 và tới những con giá này sau đó mình tới cái tới cái cái cái, cái sóng số 5 là tới con giá này ok thì gọi là mình chia sẻ rất là dễ hiểu đây cái bay bổng vừa rồi là sóng số 1 bay bổng thứ hai là sóng số 2 ok xuống là sóng số 2 bay bổng lên đây là cái sóng số 3 của nó ok bằng sóng số 3 của nó đang nó đang trong cuối cái sóng số 3 của nó sau đó mình có cái sóng số 4 rồi số 4. Rồi sau đó là mình có cái cái sóng số 5 lên tới cái vùng này. Quay lại BTC chút xíu. Nhớ là riêng thằng BTC mình chia sẻ cho bạn đó, đây là mới mình đang trong cái giai đoạn sóng số 3 thôi. Đây là sóng số 4 và đây là sóng số 5. Có nghĩa là nó sẽ lên thêm một đợt nữa tới cái con giá là 3.500, 3.000 53900 nha tới cái đó là cái target kế tiếp. Ok cái này là cái target kế tiếp này, 52.680 rồi sau đó là con giá này. Nhưng cẩn thận nếu mà bạn có thể vẫn có thể nghe là sóng số 3 đã kết thúc ở đây và đây là sóng số 4 là sóng hồi của nó vừa rồi và đây là mình đang dây dưa trong cái sóng số 5 là cái sóng đây là đây là sóng số 5 Ok đang là dây dưa Ok miễn sao năm nằm trên cái sóng số 3 là đã đã, đã đã ok rồi có nghĩa là đã ok đã hoàn tất rồi đó có nghĩa là nếu mày ngay, ngay bây giờ nghe nếu ngay bây giờ mà nó sập xuống và nó sập dưới dưới cái đây thôi nè Ok dưới cái con giá để mình vẽ luôn cho bạn dưới con giá 50.400. 50.400 thì nó rất là gần ở cái vành đen này. Thì đó là cái tín hiệu cho bạn biết là có thể là sóng số 5 đã kết thúc ở đây rồi. Sóng số 5 đã kết thúc ở đây rồi. Nếu nó sập dưới cái con này. Ok thì thì đó là hai cái trường hợp có thể đang xảy ra ngay bây giờ. Về đếm sóng thì là đều 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 chuẩn hết. Sóng số 1, sóng số 2 này, sóng số 3 là sóng dài nhất nè Ok. Sóng số 4 là cái sóng là rất là cạn nè Nó cạn cũng gần giống như là sóng số 2 từ 1 tới 2 nó rất là cạn. Ok, thì từ 3 tới 4 này nó cũng rất là kẹt Nghe từ 3 tới 4 nó rất là kẹt Thì đây là cái mình vẫn có thể dán đây là sống số 5 Nếu nó sập dưới cái con giá 50 ngàn 400 ngày bây giờ Còn nếu mà nó không sập được Đúng không? Nó không sập được Không sập được 51 ngàn Ok, 142 Ok, không Cái quan trọng là nó không sập dưới cái vành đen này này Thì xác suất vẫn là lên 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 Có nghĩa là mình vẫn có thể dán sống số 3 ở đây Ok, sống số 4 thì chưa có xảy ra và sau đó là sóng số 5 sẽ đem lên tới cơ những cái con giá cao hơn cũng giống như 53.900 54.150. Thì đó là cái 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 suy nghĩ, nghe cái suy nghĩ nha. Có thể vẫn có thể sóng số 3 ở đây, sóng số 4 ở đây và sóng số 5 ở đây. Nghe nhưng ngay bây giờ là mình tạm thời dán nó ở đây bởi vì sao? Ngay bây giờ nó chưa có tín hiệu hồi. Bởi vì vậy, nghe đó là cái suy nghĩ, bởi vì mình chưa có cái tín hiệu hồi ngay bây giờ. Nghe, chưa có cái tín hiệu hồi ngay bây giờ bởi vậy mình nghĩ là sóng số 3 đang vẫn còn đợi được được dây dưa. Ok hay là cái sóng B này đang vẫn còn được được dây dừa Ok. Chủ yếu là lúc nó rớt xuống nó có chống được ở trên cái vùng này không? Chống được ở trên cũng 46.800 hay không? Thì nó là nó mới là nó mới là quan trọng. Ok, nó mới là quan trọng. Ok. Thì riêng Ethereum nha, xác suất vẫn là lên 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 và lên ngay bây giờ. Vẫn là lên 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 ngay bây giờ. Ok. Bởi vì nó vẫn nằm trên con giá 27 26 ngoài gì nó rớt xuống đã là mình tiếp nha đây nó đang là cái trend là lên 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 và lên, ok? và thằng BTC vẫn vậy nghe, vc vẫn vậy nghe. vừa rồi nó có hồi lại chút xíu, đừng có gọi là vội mà vừa ra một cái quyết định là nó đã sập rồi. Bởi vì sao? nó chưa gọi là bằng zoom vô, nó chưa. đây là cái đáy vừa rồi của nó, đây là cái đáy vừa rồi của nó, nó chưa đụng được cái đáy của nó nữa. nghe, đây là một sự gọi là nghỉ ngơi thôi. ok? đổ xăng có thể là nó phùng nó nó chạy tiếp, nghe, chạy tiếp, ok? Vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này ok um, nếu mà nó sập luôn ngay bây giờ thì BTC mình có thể đổi sống là đây là, là sóng số 5 của nó rồi đây cái đỉnh cái rồi đây là sống số 5 của nó rồi hoặc nếu mà nó nó chạy tiếp thì đây là nó 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 đang trong cái giai đoạn cuối cùng của sóng số 3 của nó thôi ok xác um, suất vẫn là lên 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 ngay bây giờ vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn nghe uh, Ethereum vẫn là lên 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 xác suất vẫn là lên ok vậy thôi